Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Chai rồi. Và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một vị tướng Nakroth ở mùa mới này nó sẽ kinh dị như thế nào. Nhưng trước khi đến thì chúng ta sẽ đến một cái pha ăn rồng. Và các bạn hãy để ý này, mình sẽ khi giao trái con rồng thì cái việc đầu tiên đó chính là phải dồn hết chiêu thức để ăn rồng. Và khi ăn rồng xong, các bạn hãy nhìn cái cách của mình combat và clip này. Hy vọng các bạn hãy chú ý đến từng pha giao tránh, từng pha combat và từng pha mình dùng combo skill, để các bạn hiểu được Nakroth mùa này chúng ta nên dùng skill nào, combo như nào và các mục tiêu lớn chúng ta giao tranh combat tổng chúng ta sẽ phải làm gì. Đấy, cái pha đầu tiên của trận đấu là một pha giao tranh con rồng. Khi tất cả các bạn giao tranh một mục tiêu lớn là ăn con rồng thì cái việc ưu tiên các bạn sẽ cố gắng ăn con rồng được ăn tốt. Nhưng nếu trường hợp mà hai bên không gây đáng con rồng thì các bạn không được lao vào để đánh đám rồng. Chẳng hạn cái phá vừa rồi à, từ thấy sai ngộ không, đây mình sẽ lui ra để mất sai. Đây rồi, ngộ không chết rồi đấy. Chẳng hạn cái phá có bắt rồng vừa rồi, mình đã để thằng ngộ không đánh con 4.000 máu, và lúc đó ngộ không nó lui ra các bạn, bởi vì tí mình đến thì mình sẽ giết con rồng đấy. Và ăn con rồng là cái lời thì cực kỳ quan trọng. Tiếp theo con bắt vừa nát chưa đấy. Cho nên là giao tranh ở con rồng, các bạn thường mắc một cái lỗi rất là nghiêm trọng, đó chính là các bạn kiểu cảm giác như là không biết phân biệt cái mục tiêu nào là quan trọng, hoặc ăn như nào, hoặc combat ra sao. Cho nên các bạn sẽ bị mất rất nhiều cái lợi thế. Nếu combat ở rồng thua thì bạn sẽ mất một cái phần lợi thế cực kỳ lớn ở trong cái trận đấu luôn. Đây, cái pha này tại sao mình lại dùng chiêu bá trước ạ? Bởi mình biết thằng rát nó sẽ dồn mình cái pha đấy. Cho nên mình dùng chiêu bá để mình có thể combo được mượt hơn, mình sẽ không bị thằng rát nó gây cái hiệu ứng khống chế các bạn nhé. Rồi, ok, pha này tiếp tục gánh thằng rát tiếp các bạn này. Đây, rồi, dùng chưa ba luôn. Các bạn hãy nhìn cách mình kiểu bây giờ đánh ra các rót ấy. Mình gặp cảm giác áp vào một kiểu là mình dùng luôn chưa ba. Thứ nhất để gây đam, thứ hai là mình sẽ không bị khống chế. Thường là các rót mình gặp thằng rát này mình đã bị nó áp lấy quá nhiều rồi. Mình bị thằng rát áp lấy quá nhiều khi kiểu cảm giác mình chủ quan không dùng chưa ba luôn. Thì bị nó dùng combo 1 và chưa ba, và sẽ gây mình hiểu toán và cảm giác như mình sẽ bị áp lấy ngược lại. Cho nên hầu hết trong các tình huống mình cảm giác như chiêu bá vào tâm dùng luôn cho mình. Đấy, các bạn mà giữ cái chiêu bá thì đôi khi nó rất là có hại các bạn nhé. Đây rồi, tiếp tục cái pha này, chiêu bá tiếp. Rồi, chiêu hai lướt qua, ủi chết rồi, không được, lùi chín cút phát. Rồi, clip này thì mình chỉ muốn nói đến cho tất cả các bạn một mục đích chính thôi, đó chính là build đồ bảng ngọc. À, và quan trọng nhất đó chính là khi trong một team như của Vernet này, ngủ khống này, hay ra té này, rác, hầu như là các vị tướng nói chung đều mà nói là nó đều giết Nakroth trong một tích tắc luôn. Thì gặp những trận đấu đấy thì một cái lưu Leviathan nó chưa đủ. Thì từ bình tĩnh cái pha này, từ lướt qua, từ bình tĩnh rồi lướt qua tường phát thằng Vernet. Đây, chém luôn chiêu bá này. Đấy, có hàng anh em phải giúp. Cái chiêu bá rất là kiểu hiệu quả đấy anh em ạ. Đấy, từ cho mình nói một chút. Khi gặp những cái tình huống này thì một cái rìu Leviathan nó sẽ không có tác dụng để cho tất cả các bạn chống chịu đó. Mà trận đấu này mình sẽ lên hai đồ công, đó chính là thương Loginus kết hợp với phúc hợp kiếm, và rìu Leviathan là ba biểu đồ trận phải rồi. Còn tiếp tục trong trận đấu này, nếu mình có rìu Leviathan chống giáp rồi mà mình cảm giác như vật bò ngỏ cái lượng sát thương của thằng rát các bạn nhé. Thằng rát nó có thể dồn mình và cảm giác như mình bị nó đập đau nhất đấy, nó sánh nhất của tím nó đấy, thì mình sẽ lên semi là lên cái video gì ạ, chống pháp sư. Mình sẽ lên cho mình đồ kháng phép các bạn nhé, chỉ cần hai video đam thôi. Đây là một cái video ná semi gặp trong những cái trường hợp nào ạ, những cái trường hợp tím địch có quá nhiều sốc sát thương và sát thương phép và sát thương AD nó phân bổ quá đông đều. Bởi vì trong một trận đấu thì thằng rát nó đủ để làm đổi cái phá này, bấm nhầm băng sứa nhé mấy bạn, bấm nhầm băng sứa cái phá đấy kìa, đâm ra lột đấy. Thằng rát nó có thể cân bằng được cái lượng sát thương ngang với AD, cho nên mình sẽ phải lên cả rìu Leviathan, cả thủ giáp và cộng cả thủ pháp sư đấy. Cho nên trận đấu này mình sẽ lên hai build đồ công và lên hai build đồ lên một cái kháng phép, và tiếp theo sẽ là cái giáp hồi sinh. Đấy là build đồ này sẽ dùng cho khi tất cả các bạn gặp những cái trường hợp này. Nếu team địch mà ví dụ 4 vị tướng sát thủ hoặc 3 vị tướng sát thủ thì các bạn sẽ không lên cái build đồ kháng phép, mà các bạn sẽ lên cho mình cái khiến thất truyền chẳng hạn ấy,
sẽ lên cái biểu đồ chống giáp. Đấy là cái cách sống sót của Nagaroth mùa này các bạn nhé. Hãy nhớ cho mình điều đấy. Và mình đã để các bạn ở đầu clip, các bạn hãy tơi lại để các bạn coi thật kỹ càng nhé. Còn bây giờ các bạn hãy để ý cho mình ná mùa này, cái cách của mình chơi nó khác với các ngô khác rất nhiều luôn. Đấy rồi, cái pha này thì mình không bắt được hai chiếc té, mình sẽ tập trung phám bão có lính đầy đường của các đi rừng. Các bạn đã biết rồi, các bạn phải biết được cái nhiệm vụ đi rừng là như nào, đảm bảo cái đường lính của chúng ta khi nào cũng ở giữa bản đồ hoặc cao hơn đối phương. Đấy là cái tất yếu mà các bạn chơi rừng nhá. Chứ ba đường này chứ đừng có nói chứ đừng một đường, không phải một đường đâu mà phải ba đường phải cao lên nhá. Đấy là cái việc tăng rừng phải làm. Chứ các bạn không được nói là anh ơi em đi rừng thì em chỉ đẩy một đường chứ anh. Ôi tím nó năm thằng thôi. Chim cút. Đấy, phải đảm bảo đây cái thằng này nó đánh láo thật đấy nhé em ạ. Đảm bảo được ba đường lính của chúng ta giữa bản đồ hoặc cao. Không bao giờ được để lính của team địch nó cao hơn. Nếu để lính của team địch cao hơn thì đồng nghĩa với việc các bạn đi rừng phép và thất bại. Đấy. Rồi. Và các bạn hãy nhớ giúp mình nhé. Đây, cái pha này mình lên khiến thất truyền rồi, tiếp tục sẽ lên thêm một cái biểu đồ kháng phép rồi các bạn nhé. Đấy rồi, bay vào chiêu 3 luôn. Các bạn hãy để ý mình cái pha vừa rồi, tính tiếng. Nếu mình không lướt chiêu 2 mà dùng luôn chiêu 3 ấy, thì mình sẽ bị thằng rát nó gây choáng. Và gây choáng thì đồng nghĩa cái việc mình sẽ nằm xuống cái pha đấy. Cho nên các bạn phải tính tỉ trong những cái trường hợp con Nagaroth bây giờ các bạn hãy dùng chiêu 3 thật nhiều mạnh dạn cho mình. Cứ bay vào cảm giác không an toàn, dùng chiêu 3 luôn cho mình đi. Đấy. Cái pha vào đôi nếu mình không dùng chiêu 3 là chết đấy, cho nên cái pha vào đôi mình biết, cho nên mình lao vào chiêu 2 dùng chiêu 3 luôn. Đấy, khi chiêu 3 xong thì mình sẽ phân tích cái tình huống đấy, mình còn nhiều máu thì sẽ dùng chiêu 1 để công, còn ít máu thì mình dùng chiêu 1 để chạy. Đấy các bạn thấy chứ. Cho nên hy vọng clip này ngoài những cái build hoặc cái bảng ngọc ra thì các bạn hãy để ý những cái pha combat, những cái pha bay vào của cương lao bởi Nagaroth, mình sẽ dùng những chiêu thức gì, mà tại vì sao lại dùng những chiêu thức đấy. Đấy các bạn, đó mới là cái giá trị nhân văn ở trong đấy. Các bạn thấy chưa, mình rất an toàn luôn, lướt chiêu 2 phát cảm giác chiêu 3 có cái khoảng cách ăn được sát thương là dùng chiêu 3 luôn. Đấy các bạn thấy chưa, thằng ngủ không thì chết rồi. Đấy chạy đâu. Ôi dồi ôi, các bạn thấy bây giờ mình mới nhận ra rằng hai build đồ cống của mình thì nó khá yếu các bạn nhé. Không sao, rất là mạnh, chẳng qua cái pha vào rồi mình hết combo đấy. Nếu mà cái pha đấy mình dùng kết hợp vì một combo chuẩn là nó chết. Đấy rồi, ngon lành. Đấy, cho nên không sao, các bạn đừng nói là cái build này yếu nhá. Nó rất phù hợp để đánh trong cái team này. Đấy, chẳng hạn cái pha này, ôi dồi ôi, nó choáng mình kìa anh em kìa. Ôi, Giàng ơi, cứu. Không sao các bạn nhá, anh em cứ yên tâm rằng cái build này với cái đội hình địch này là mạnh nhất. Mình khẳng định các bạn luôn. Đấy. Chứ các bạn đừng lên full đám như trận đấu này. Các bạn full đám các bạn chỉ bay vào quẹt cho ba là các bạn sẽ nằm xuống ngay lập tức luôn. Đấy, cho nên không phải lý do vì sao mà cương lao lại gửi cho anh em cái build này đâu anh em ạ. Rất là phù hợp cho anh em đấy. Rồi, kiểu cảm giác cày máy quá thì quên đi. Anh em có nhu cầu mua nick hoặc có anh em bạn bè chị em cô bác nào mua nick thì đừng quên vào shop mơsương.vn hoặc nhắn tin vào Zalo của mình các bạn nhé. Mình sẽ tìm nick theo yêu cầu cho anh em và giá hạt rẻ các bạn ạ. Đấy, hy vọng cho nên là biết nick bây giờ anh em sẽ không cần nhiều, nhưng mà cũng sẽ phải kêu gọi để anh em nào còn nhớ, để con biết. Ví dụ là anh em nào có ý định mua nick thì nhớ đến thương lao các bạn nhé. Đấy, các bạn thì build này nó không hề yếu các bạn nhé. Nó không hề yếu đâu. Đấy, rất là mạnh các bạn nhé. Và cái đồ chống chịu đấy, đấy là một trận đấu ranh đấu mua các bạn nhé. Trận đấu ranh đấu mua mà mình có Kaidea 1103, không chết cái mảng nào luôn. Đấy, build nó đấy là bản thân mình muốn. Nhưng cho các bạn ấy, cho các bạn, ví dụ như các bạn chơi kẻ mà trước các bạn chết tầm 2 mảng là căng. Chứ với cái build này các bạn nào mà chết quá 5 mảng thì đúng thực sự là mình xin bãi phục. Mình xin bãi phục luôn. Phán cương lao hay ríu gì. À phá khổ lắm. Người ta cứ tưởng là phán cương lao mổ ná các bạn ạ. Trời ơi, cương lao mổ ná thì nay mà không biết nữa thôi chứ. Hay là rào dư của có nhiều người khán giả cái mổ ná hay hơn cả cương lao anh em ạ. Thật, đây là một cái điều mà mình công nhận thật các bạn ạ. Cho nên đôi khi hàng view nó còn thua cả hàng fake đấy anh em. Đấy khổ thế, chứ đôi khi các bạn phải hiểu là già rồi anh em ạ. Tay chân bây giờ nó lầy bầy lùn bùn đó. Thế làm sao mổ mượt được như ngày xưa các bạn. Ngày xưa kiểu đang tái tảng chữa vời chữa con thì tay chân nó rất là dẻo dai anh em. Bây giờ nó già rồi. Rồi bây giờ thì mình nghĩ là clip này để kết thúc rồi. Và hy vọng các bạn hãy nhớ những cái pha combat hoặc những pha bay vào của cương lao. Đấy các bạn phải hiểu là tại vì sao cương lao lại dùng chiêu 3 luôn. Đấy,
Và tại vì sao Cương Lao lại không dùng chiêu một để hất túng chẳng hạn. Đấy, đấy, các bạn hãy phân tích. Và khi các bạn hiểu ra được cái vấn đề tại sao Cương Lao lại dùng chiêu đấy, thì các bạn sẽ chơi Nagaroth rất tốt. Đấy, hy vọng chúc các bạn chơi Nagaroth mùa này thật tốt. Và mình sẽ có một clip full đam. Nhưng mà những cái build thì nó sẽ phù hợp với những cái vị tướng của team địch thôi các bạn nhé. Không phải trận đấu nào cũng là phù hợp với build này. Không phải trận đấu nào cũng sử dụng. Ôi dồi ôi, nó pháng mình anh em kìa. Đấy, cho nên là mỗi clip xảy ra những cái team địch như nào, thế trận như nào, mình sẽ lên build đấy để cho tất cả anh em lựa chọn cho phù hợp. Rồi, hẹn gặp các bạn ở clip sau nha. Và tất cả các bạn em mài yêu, bye bye.